Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay, Hương Quỳnh sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu xe nhỏ gọn, sang trọng. Đặc biệt, đây sẽ là một trợ thủ đắc lực của các bạn trên những chặng đường dài vì độ tiết kiệm xăng tuyệt vời. Thiết kế nhỏ gọn, an toàn và tiết kiệm nhiên liệu. Xe Mono 50cc là một sự lựa chọn tuyệt vời và không thể bỏ qua. Nào, hãy cùng Hương Quỳnh khám phá chi tiết xe nhé! Xe tay ga Mono được thiết kế ở phía trước với đèn chiếu sáng được thiết kế lớn. Đèn xi nhan được thiết kế tách biệt ra khỏi đèn chiếu sáng, khiến cho người đi đường cũng như bạn phát tín hiệu và nhận tín hiệu rõ ràng hơn. Toàn bộ phần đèn của xe đều là đèn halogen, khi các bạn nữ sử dụng xe Mono 50cc khá là thời trang và nữ tính. Với phần sau được làm phần tay nắm khá chắc chắn, toàn bộ đèn hậu ở phía sau cũng được thiết kế bo tròn, đồng nhất so với mặt trước xe, tạo sự cổ điển và có phần tinh tế. Ở phần dưới, chúng ta có thể thấy động cơ 50cc và có phần cần đạp để khởi động, phòng trường hợp ắc quy bị hết. Chắc chắn, xe ga Mono 50cc đã có một thiết kế đồng nhất với nhau, đó là kiểu bo tròn cổ điển từ những đường nét của xe. Đồng hồ đến cả yên cũng bo tròn rất đáng yêu và xinh xắn. Các bạn có thể thấy được, chiều dài của yên có thể ngồi được 2 người. Và phần để chân được thiết kế khá rộng, làm cho người ngồi cảm thấy được thoải mái khi đi xe. Tiếp theo là phần cốp. Phần cốp của xe khá to và rộng đối với một chiếc xe 50cc. Có thể để được 2 mũ bảo hiểm và thêm 2 chiếc túi sách. Phía dưới có thêm bô chống bỏng. Ngoài ra, bên trên còn có các đường chấm bi tạo điểm nhấn cho bô. Và ở đây cũng có một quạt tản nhiệt nữa nha. Tuy nhiên, ngoài những điểm về kiểu dáng, thì xe tay ga Mono có 6 đặc điểm nổi trội hơn tất cả những hãng xe khác. Những chi tiết tuyệt vời không thể bỏ qua. Chế hòa khí được nhập chính hãng Kehin của Nhật, giúp xe ga Mono tiêu thụ cực ít nhiên liệu, chỉ từ 1,2 đến 1,4 lít trên 100 km. Thứ hai, bộ ly hợp, bộ côn xe được nhập của hãng SCG, nhà cung cấp thiết bị cho xe Honda Nhật Bản. Thứ ba, dây cuza cao cấp của hãng Bando, hiện đang được sử dụng trong các dòng xe ga của Honda. Thứ tư, ắc quy Globe đã được người tiêu dùng Việt Nam tin tưởng. Thứ năm, toàn bộ vỏ xe tay ga Mono được làm bằng nhựa cao cấp ABS, có tuổi thọ cao và độ đàn hồi tốt. Thứ 6, phần sơn được sơn chuẩn 3 lớp theo tiêu chuẩn của hãng Nissan Nhật Bản. Hơn thế nữa, xe tay ga Mono rất đa dạng với 10 màu sắc phù hợp với phong thủy của từng khách hàng. Thành xe được đúc từ hợp kim nhôm, carbon cao cấp, đảm bảo độ cứng tiêu chuẩn và an toàn cho khách hàng khi vận hành và sử dụng. Phần lốp sau được thiết kế to hơn lốp trước, sẽ tạo sự chắc chắn và giảm trơn trượt, bảo đảm an toàn cho người vận hành và sử dụng. Với ưu điểm nhỏ gọn, an toàn và tiết kiệm xăng tuyệt vời so với các dòng xe tay ga khác, thì chiếc Mono 50cc này sẽ giúp cho các bạn dễ dàng di chuyển trong các ngõ ngách và những quãng đường xa hơn. Tốc độ êm này khoảng 50 km/h khi vận hành, máy khá là êm lì, lại có tiết kiệm xăng nữa. Để chứng minh điều đó, mình cùng nhau trải nghiệm nhé! Chạy thử một vòng mới thấy được sự nhỏ gọn, an toàn của chiếc Mono 50cc này. Và điều đặc biệt, khi điều khiển chiếc xe này thì chúng ta không cần phải sử dụng đến bằng lái. Nào, hãy nhanh tay sở hữu cho mình một chiếc nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!